Lần nữa đầu tiên Đức Lợi rất cảm ơn gia đình của chú Thiêm Tư cùng lại với tất cả bà con cô bác, và Đức Lợi xin gửi đến các anh cũng như các bạn và các em một lời chào trân trọng nhất. Giờ Đức Lợi cũng sẽ trình bày một bản vọng cổ để tưởng nhớ tới một người ông, một người bác và một người thầy mới nằm xuống cách đây 2 năm và để lại cho đời những bài ca rất là bất hủ. Đó là bản vọng cổ Tình Anh Bán Chiếu để thân tặng quý bà con cô bác có mặt hôm nay. Vì tôi không bàng quan
dám đâu say hẹn với người ta. Phương Lê ơi, họ đành đón rồi bỏ nhà đi xứ khác. Tôi dắt đuôi chiếu bóng mà coi lầm tan, rồi bước chân đi như thể xác khi không hồn. Nước mắt tuôn rơi theo ra bên đường, do đêm nay dập chiều tối mạnh lạnh đất trời đà lạnh cả lòng. Thành là cảm ơn quý bà con cô bác. Dạ cảm ơn anh. Kính chào anh Đức Lợi. Cũng xin thưa với gia đình, tôi cũng là bạn bè của anh chị tôi. Dạ. Nhưng mà hôm nay là nghe anh là ca trên đài nhiều lắm rồi. Dạ. Nhưng mà có cái là hôm nay mới được diện kiến. Dạ. Thì tôi cũng anh vừa rồi đó là anh ca một cái bản Tin Anh Văn Chiếu. Dạ. Thì rất là chất lượng. Dạ.